Xin chào bà con, hôm nay mình đang cập nhật tại vườn của bà con nông dân, đó là em Huy thuộc khu vực xã E3, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk chúng ta. Thì hôm nay mình quay vào clip là ngày 12 tháng 4 2024 dương lịch đó. Thì thứ nhất á, cái vườn này á, thì đã xả nhụy và hình thành đậu trái rồi, và tỷ lệ thứ nhất là rụng trái và cũng rất là nhiều, thì số trái trên vườn bà con cũng thấy rồi, thì cũng còn rất là nhiều trên cây. Thì sẽ có những cây đậu trái nhiều và có những cây đậu trái ít và có những cây không đậu trái. Thì thật sự đối với cây sầu riêng trong giai đoạn xả nhụy hình thành và đậu trái như thế này á, thì bà con nông dân ta rất là lo lắng. Và cái việc mà mình đi thăm vườn mà quay rất là chi tiết cụ thể còn xem về kiểm tra từng cây, thứ nhất là kiểm tra về tỷ lệ trái đậu sau khi xả nhụy, cái thứ hai nữa là đọt có phát hay không, cái thứ ba là cây có nấm bệnh hay không. Thì mình sẽ quay chi tiết cái vườn này cho con xem. Thì vườn này cũng ra trái bói thôi. Thì đối với những công tác này á, mình sẽ đi quay cho con xem để những con nông dân chúng ta mà lần đầu làm sầu riêng á, thì con chúng ta cũng xem được cái phương án làm sầu riêng và cách chăm sóc như thế nào cho đỡ bỡ ngỡ. Vì có rất nhiều con nông dân chúng ta khi làm sầu riêng á, thì không biết bắt đầu từ đâu và làm từ đâu. Thì mình cũng luôn làm những clip mới và những clip hay cho con xem, và mình sẽ ghi lại tất cả các hình ảnh từ lúc mà chăm sóc bằng trái non đến lúc trái lớn là cần làm những gì, và sau khi thu hoạch thì mình sẽ cập nhật tất cả các vườn cho con xem. Chúng ta xem. Thì đối với vườn này mình sẽ đi quay từng cây con xem về tỷ lệ trái còn bao nhiêu. Và cái vấn đề là bây giờ phải giữ trái được, phải hạn chế chống rụng. Đối với cây tơ thế này thì thật sự rất khó để mà giữ trái nếu như mà con dân ta không chăm sóc và bón phân cho đúng quy trình và chặn đọt đúng quy trình thì rất khó, vì dễ xảy ra cái tình trạng là rụng trái non mà tháo đào thải trái non rất là nhiều và phát đọt non. Như trên vườn này con xem á, thì trong vườn này tầm khoảng gần 60 cây sầu riêng, thì dao động cũng 5 năm tuổi, 6 năm tuổi và có những cây 7 năm tuổi rồi. Thì chung cây thì cũng hơi đuối một xíu và lá cũng đã bị rụng rất là nhiều rồi, thì giờ bắt đầu sẽ phát một cơ gọi là lọc non. Thì trong giai đoạn này chúng ta cần làm những gì? Thì đối với vườn này á, thì mình sẽ hướng dẫn cho bà con nông dân chúng ta là vẫn tiếp tục giữ ẩm, duy trì độ ẩm 2 ngày tưới 1 lần. Cái thứ hai nữa là phun thuốc lớn trái, chống rụng trái và dưỡng trái. Nói chung là dưỡng hoa, dưỡng trái và chống rụng trái. Cái thứ ba nữa là có thể trong giai đoạn này phải phun thuốc kéo đọt để thứ nhất là có lá để mà sau này chúng ta nuôi trái. Vì trong giai đoạn này những vườn mà suy như thế này á, nếu chúng ta không kéo đọt ra thì sau này cái tỷ lệ mà lá nuôi trái rất là khó, rất là hiếm. Nên mà khi kéo thì con phải kéo từ từ thôi để tránh tình trạng đọt phát mạnh mà rụng trái non. Nên đối với giai đoạn này thì có rất nhiều phương án và rất nhiều bà con nông dân chúng ta, người thì bảo chặn đọt, người thì bảo đốt đọt, nhưng với phương án của mình vẫn cho bà con nông dân ta là vừa kéo đọt từ từ và vừa phun chống rụng trái và lớn trái trong giai đoạn này, dưỡng trái giai đoạn này luôn. Về phân bón giai đoạn này thì mình cũng chia sẻ với nhà vườn á là bón cho mình là vi lượng trước, sắt, kẽm, magie, bor, oxy, mangan. Và cái yếu tố NPK thì trong giai đoạn này mình vẫn đang hạn chế, chỉ điều tiết qua lá là chính. Vì nếu trong giai đoạn này nếu bà con nông dân ta bón hàm lượng NPK không cân đối thì dễ phóng đọt non rất là nhanh, thì sẽ rụng trái rất là nhanh. Nên vì sao mình chia sẻ con phải bón vi lượng trước trong giai đoạn này. Thì trái bằng que diêm hiện tại trong vườn này cũng rất là nhiều, và trái đang lớn, đang thổi trái cũng rất là nhiều, và cái tỷ lệ hoa ra không đều nên là tỷ lệ trái mình quay đôi lúc không có được đẹp cho con dân xa xem. Vì đôi lúc phải có vườn đẹp, vườn xấu, và có những vườn bà con nông dân ta lần đầu làm thì mình sẽ cập nhật tất cả các vườn, nên bà con nông dân ta phải thông cảm cho mình vì mình không thể nào cập nhật tất cả các vườn đẹp hết cho con nông dân. Và có những vườn thì lần đầu làm thì mình phải cập nhật hết bà con nông dân ta xem, để tránh tình trạng á những bà con nông dân ta rơi vào trường hợp như trên vườn nào con xem á, thì con thể áp dụng theo phương pháp nào và cách làm như thế nào cho hiệu quả và đạt năng suất cao hơn. Thì trong giai đoạn này thì mình cũng chia sẻ với nhà vườn là có thể kết hợp phun cho mình là rầy hoặc là nhện pha chung với dưỡng trái chống rụng trái trong giai đoạn này luôn. Vì tất cả cây sầu riêng này á yêu cầu trong giai đoạn này dinh dưỡng rất là cao, và bà con nông dân chúng ta trong giai đoạn này thì cũng rất là bỡ ngỡ, không biết nên bón phân gì và làm những gì. Nên mà khi đi thực tế và quay những cái vườn như thế này á, thì mình đều chia sẻ tất cả các hình ảnh thực tế và cách làm chi tiết con xem. Thì vườn này bà con nông dân chúng ta đã lắp hệ thống tưới nhỏ giọt rồi, nên cũng rất yên tâm về chế độ nước tưới. Cái vấn đề quan trọng nhất bây giờ mình quay kiểm tra con xem thấy á, trái bói thì trung bình một cây thì đẻ khoảng cỡ 4-5 trái trên một cây được rồi, vì cây tơ nên đòi hỏi bà con nông dân cũng không nhiều. Nhưng mà đối với con dân, vấn đề quan trọng nhất là phải giữ được lứa trái này mới gọi là vấn đề quan trọng nhất. Vì bà con nông dân chúng ta
thì đối với cái sầu riêng lần đầu làm thì cũng rất là bỡ ngỡ và rất là lo lắng. Còn đối với những bà con nông dân ta làm lâu năm vẫn lo lắng về vấn đề sầu riêng ta rụng trái. Vì đối với vụ 2024 này thì rất nhiều bà con nông dân chúng ta rụng hoa, từ lúc hoa luôn đã rụng hết rồi, chưa đến lúc trái. Còn khi ra trái, làm được tới bước này thì cái việc giữ trái rất là quan trọng. Nên mình cũng mong muốn tất cả bà con nông dân chúng ta trong giai đoạn này chăm sóc vườn và làm vườn phải để ý và lựa chọn những dòng chế phẩm điều tiết qua cây sầu riêng chúng ta, những dòng mát là phù hợp với cây sầu riêng. Vì trong giai đoạn này nhiệt độ mình đang cập nhật ở khu vực xã Ba này là tầm 36 độ, rất là nắng và thời tiết cũng rất là gió. Nên khi phun thuốc và chăm sóc cây và tưới nước thì bà con lựa chọn những cái thời tiết nói chung là phù hợp nhưng mà mát mát, sáng sớm và chiều mát thì con không phun thuốc. Còn đối với vườn này thì bà con cũng thấy được hình ảnh thực tế rồi, thì sắp tới khoảng cỡ 10 hoặc là 15 ngày hoặc là một tuần khi có dịp đi ngang qua lại khu vực này á, mình sẽ quay cập nhật cho con xem đối với cái việc mà đậu trái non thế này. Thì qua video này thì một số bà con nông dân chúng ta cũng sẽ có rất nhiều ý kiến về cái việc cây đậu trái nhiều hay trái ít và cây phát đọt như thế nào thì rất nhiều ý kiến, nhưng mình luôn hỗ trợ bà con nông dân chúng ta tùy vườn từng giai đoạn khác nhau. Thì một lần nữa bà con cứ đăng ký video đi, mình sẽ quay hết toàn bộ cái vườn này và bà con nông dân chúng ta sẽ chờ một thời gian nữa mình sẽ cập nhật hoàn thiện video này đến lúc trái lớn. Xin cảm ơn bà con ạ. À.